Nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch đơn giản quá so với quy định hiện hành, đơn cử như sau. Để được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, doanh nghiệp chỉ cần nộp một bộ hồ sơ đến Tổng cục Du lịch, thay vì gửi hồ sơ đến Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thẩm định, rồi mới gửi đến Tổng cục Du lịch. Ngoài ra, để đảm bảo quyền lợi của khách du lịch, luật này cũng quy định, đồng thời bổ sung một số điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cụ thể như sau. Phải ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng. Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành về lữ hành. Đối với trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa. Bán xe máy không phải thông báo với công an. Đây là nội dung mới đáng chú ý được quy định tại thông tư số 64/2017 về việc sửa đổi bổ sung thông tư số 15/2014 quy định về đăng ký xe. Theo quy định hiện hành, ngay khi có quyết định điều chuyển, bán, cho, tặng xe, chủ xe phải thông báo bằng văn bản đến cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký xe đó để theo dõi. Trường hợp chủ xe không thông báo thì tiếp tục phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về chiếc xe đó đến khi tổ chức cá nhân mua được điều chuyển, cho, tặng xe, làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe. Tuy nhiên, tại thông tư số 64/2017 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/2/2018 đã bãi bỏ quy định này và thay vào nội dung mới như sau. Xe đăng ký biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng. Xe biển số ký hiệu 80, nền màu trắng, chữ và số màu đen. Nay có quyết định điều chuyển, bán, tặng, cho. Thì trước khi bàn giao xe cho tổ chức cá nhân mua hoặc được điều chuyển, tặng, cho, chủ xe phải thu hồi, nộp lại đăng ký biển số cho cơ quan đăng ký xe.